Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hùng Greenland, nhà đất Bà Lộc nhé. Hiện tại em Hùng đang đi tại đường Lý Thường Kiệt thuộc phường Lộc Phát, thành phố Bà Lộc nha mọi người. Và hôm nay em Hùng sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất với diện tích là 12x31 mọi người nhé. Sẵn là 177 m² thổ cư. Đây, mảnh đất chúng ta thì nằm phía bên kia mọi người nhé. Còn đây là mặt tiền đường chính của Lý Thường Kiệt nha mọi người. Đây, chúng ta đi thẳng đường này mọi người. Khoảng 4 cây số là sẽ tới trung tâm chợ Lộc Quảng mọi người nha. Và tại trung tâm chợ chúng ta rẽ bên tay trái sẽ ra các điểm du lịch như là thác Đam Ri này, lâu đài Tráng này, tu viện Bát Nhã này, chùa Di Đà này mọi người nha. Đấy, và ra đường Lý Thái Tổ luôn mọi người, rất là gần luôn. Còn chúng ta rẽ bên tay phải nha mọi người, sẽ ra trung tâm huyện Bảo Lâm mọi người nha. Đấy, rất là gần luôn. Còn phía bên tay phải này thì từ đây chúng ta đi thẳng khoảng 1 cây số là tới trung tâm thành phố Bảo Lộc luôn mọi người nhé. Từ đất chúng ta mà ra trung tâm thành phố Bảo Lộc thì chỉ có 3 phút thôi. Đấy, rất là gần luôn nha mọi người. Và khu vực chúng ta thì dân cư khá là đông mọi người nhé. Đây mọi người, từ đầu đường đi vô khoảng 100 m, phía trong này chúng ta sẽ ra chùa Trà mọi người nhé. Chùa Trà với ra hồ Nam Phương nha mọi người. Đây mọi người, chùa Trà mọi người. Đấy, đi thẳng đường này khoảng 100 m thôi là tới chùa Trà mọi người nhé. Đấy, bây giờ mọi người cùng em lại gần bên kia để xem ranh giới đất rõ ràng hơn nhé. Đấy, hiện tại xe đang rất là đông mọi người. Hiện tại mặt tiền này chưa có ai ở nên là có không mọi người ạ. Đây mọi người, mảnh đất chúng ta đây. Hiện tại đất trống mọi người nhé. Trên nhẹ, rất là đẹp luôn. Và ranh giới đây mọi người. Từ cọc này tới phía trên này mọi người nhé. Từ cọc sẵn nha mọi người, 52 m mặt tiền. Và sang xuống dưới thì 31 m nha mọi người nhé. Đây mọi người, đấy xuống dưới kia là 31 m nha mọi người. Mảnh đất trên nhẹ đằng sau rất là thoáng mọi người nhé. Đấy mọi người thấy không, đằng sau rất là thoáng luôn. Đây mọi người nhé, mọi người thấy không, đây cọc này là 31 m chiều dài mọi người nhé. Và tới trên này thì đằng sau có cây này, có cọc sẵn rồi nha mọi người nhé. Đấy, nói chung là mảnh đất chúng ta này mọi người vuông vức mọi người nhé. 12x31, khoảng là 177 m² thổ cư, vuông vực nha mọi người. Đấy, với diện tích 374 m² này thì một anh chị ở cũng được này. Anh chị làm homestay nghỉ dưỡng cũng rất là phù hợp nhé. Trên nhẹ, view thông thoáng. Đấy, mọi người thấy không? Rất là thoáng luôn. Và đặc biệt hơn nữa là anh chị cũng có thể kinh doanh luôn nhé. Mặt tiền mình chính là không chất luôn. Đường này thì thông thoáng, đấy kinh doanh thoải mái luôn nha mọi người nhé. Gần trung tâm thành phố, bán kính chỉ có 5 phút đi xe thôi và đầy đủ tiện ích rồi. Đấy, rất là gần luôn. Và em cũng có hỗ trợ kết nối thiết kế xây dựng này, làm homestay nghỉ dưỡng này, ao cá cảnh, sân vườn, cây cảnh thì em cũng có hỗ trợ kết nối hết nha mọi người nhé. Các em sẽ báo giá luôn mọi người nhé. Giá lô đất này hiện tại chỉ có 350, chỉ có 350 thôi. 1 m² nha mọi người nhé, 350 1 m². Đấy, giá khá là tốt. Rất phúc phương, rất là đẹp mọi người. Và đất chúng ta thì hướng tây nam mọi người nhé. Này, trên là hướng tây mọi người. Và chúng ta hướng tây nam nha mọi người. Nếu anh chị nào mà có nhu cầu sở hữu đất này thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em bỏ phía dưới nhé. 0379 413 195. Chào em Hùng Bảo Lộc, xem đất thực tế nha mọi người nhé. Đấy, còn bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng em tham khảo video toàn thể khu vực chúng ta từ trên cao nhìn xuống xem là cũng có những gì nhé. Rồi, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người cho các video lần sau nha.